Sao? Đang ở đâu? Làm cách nào để tới đó? Ok. Giờ này em ra sao? Giờ này em thế nào? Tình hình anh đơn côi, hình mình đang phai phôi, còn bề ngoài anh lôi thôi. Đoạn đường sâu quá xa, anh vẫn còn thiết tha. Anh sẽ nhấn xuống chân ga để đến ngay bên em, mặc cho đèn đường lướt qua. Anh đang trên cao tốc, tình mình đang lao dốc. Anh đang trên cao tốc, giờ này em có đang khóc thơ. Anh đang trên cao tốc, tình mình đang lao dốc. Anh đang trên cao tốc, giờ này em có đang khóc thơ. Ok, không nói nữa.